tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình. Phát Audio xin mến chào tất cả mọi người. Trước mắt các bạn đây là chiếc loa đến từ hãng Dantong. Model của nó là BSK10A các bạn ha. Và model loa này thì cho ra mắt trên thị trường cũng khá là lâu rồi, vài tháng rồi. Và trong quá trình bên mình kinh doanh và trải nghiệm thì bên mình đánh giá đây cũng là một chiếc loa đem lại cho chúng ta sự trải nghiệm giải trí về âm thanh rất tuyệt vời các bạn ha. Và video ngày hôm nay xin mời các bạn cùng với mình đi vào trải nghiệm tìm hiểu thêm, cũng như là tìm hiểu xem chiếc loa này được trang bị những tính năng gì và chất âm của nó như thế nào các bạn ha. Xin mời. Trước tiên là về ngoại hình của loa này. Đó, các bạn có thể thấy ở phía mặt trước nó được trang bị cho chúng ta một mặt e-căng vải các bạn ha. Và sau lớp e-căng này sẽ là hệ thống loa hai đường tiếng các bạn nha, với một bass 25 và một loa chép kèn. Với những chiếc loa được trang bị tới bass 25 thì mình nghĩ tiếng bass nó sẽ lực hơn rất là nhiều. Và vỏ thùng loa thì được làm bằng gỗ và được sơn sần các bạn ha. Sơn sần rất là cứng cáp này. Và màu sơn thì ở đây mình nhìn thấy nó là màu xám bạc chứ không phải là màu đen tuyền như một số model loa truyền thống khác các bạn ha. Và phía trên của loa thì vẫn được trang bị cho chúng ta là một chiếc tai sách này. Đó, cùng với đó là mạch điều khiển chiếc loa và những hàng nút để tinh chỉnh về âm sắc. Và xíu nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn kỹ hơn về những tính năng được trang bị trên chiếc loa ở trên cái bảng mạch điều khiển này các bạn ha. Ở phía sau loa thì là một mạch công suất tích hợp với cổng kết nối dây điện nguồn và một số cổng kết nối khác nữa với bình ắc quy DC các bạn ha. Bây giờ mình sẽ mở luôn chiếc e-căng lưới của chiếc loa này ra để cho các bạn có thể nhìn thấy được hệ thống của loa bên trong nó như thế nào các bạn nhé. Và phụ kiện đi kèm của loa thì sẽ có một chiếc bao da để đựng những phụ kiện đó cùng với hàng chữ Dantong này các bạn. Đó, cũng khá là chi tiết ha. Rồi mở ra thì đương nhiên rồi sẽ là hai chiếc micro không dây các bạn ha, cũng rất là đẹp các bạn ha. Rồi để xin lỗi cho các bạn xem kỹ hơn nha. Và cùng với đó chúng ta sẽ được trang bị cho 4 viên pin để sử dụng với micro các bạn ha. Và pin này thì là pin sử dụng một lần, hết thì chúng ta sẽ phải mua pin khác các bạn nha, chứ không phải pin sạc ha. Và cùng với đó là một chiếc dây điện nguồn này, đó, để kết nối với nguồn điện để sạc ha. Để sử dụng dạng dây ba chân chống nhiễu này. Đây là micro này, để mình đưa lại gần cho các bạn xem được rõ hơn nhé. Vỏ thì được làm bằng kim loại nhôm các bạn nha, được khắc laser với những họa tiết kim cương này, rất là lấp lánh, rất là đẹp luôn. Đó, đầu mic cũng vậy luôn. Đó, được sơn mạ inox ha, rất là đẹp. Để xem đầu côn mic nhé. Đây, đây là đầu côn này các bạn. Đó. Rất là xịn sỏ ha. Còn đây là phần nắp pin này. Đó, các bạn có thể thấy là phần nắp pin mình đánh giá rất cao về độ chính xác của nhà sản xuất trang bị các bạn ha. Đó, chúng ta nhìn như này thì chúng ta không thể phân biệt được đâu là cái phần khớp nối giữa phần nắp và phần thân mic các bạn ha. Rất là chi tiết nha, rất là chính xác luôn. Đó, mình thử mở ra thì mới phân biệt được. Đó, mở ra thì mới phân biệt được các bạn ha. Đây thì có nút để chúng ta set tần số này. Ok, và đây là mặt e-căng lưới này các bạn. Đó, e-căng vải các bạn ha. Với những họa tiết caro này. Đó, nhìn nó cũng được cách điệu đi phần nào so với những loa truyền thống các bạn ha. Và những e-căng vải này thì mình đánh giá nó hơi bị mềm các bạn ha. Đó, nhưng mà mình động tay mạnh thì vẫn có thể đụng tới màng loa ở phía trong các bạn ha. Thì điều này chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng nên lưu ý ha. Chúng ta không nên để va đập quá mạnh vào khu vực này. Đây là khu vực bass này. Đây là khu vực chép này. Đó, đây là hệ thống phụ loa này các bạn. Một bass 25 ha. Đó. Màng giấy và gân mút các bạn nha. Những dòng loa được trang bị gân mút thì mình rất thích những cái màu âm của nó. Nó đưa ra tiếng bass mềm hơn và sâu hơn so với các dòng loa mà được trang bị gân cao su các bạn ha. Còn đây là một chiếc chép kèn theo công bố của nhà sản xuất thì chiếc chép này sẽ là chép 250 các bạn ha. Nhìn cũng khá là hầm hố đúng không ạ? Với cấu hình loa này thì mình đánh giá chắc chắn tiếng bass sẽ rất lực này và tiếng chép sẽ rất là sáng. Còn đây là hai lỗ thông hơi các bạn ha, trang bị thêm hai lỗ thông hơi này. Còn đây là phía mặt trên của loa này các bạn. Đó, ngoài chiếc quay sách thì sẽ là bảng mạch để chúng ta điều khiển cũng như là lựa chọn tính năng của loa các bạn ha. Đây là hệ thống bóng đèn báo này, tắt mở loa này, bóng đèn báo sạc, báo pin yếu này các bạn ha. Đây đang ở chế độ Bluetooth. Đó, và nó được trang bị một màn hình LED các bạn ha, hiển thị dạng đồng hồ thanh các bạn ha, không phải đồng hồ kỹ thuật số ha. Một cái dòng loa đời mới bây giờ thì nó được trang bị đồng hồ kỹ thuật số. Khi mình điều chỉnh ở trên đây này thì đồng hồ sẽ nhảy cái mức, ví dụ như mình chỉnh mức âm lượng đúng không ạ, nó sẽ nhảy số để cho chúng ta dễ dàng nhận biết và dễ dàng tương tác với loa các bạn ha.
đây một là một model loa thì cũng mình đánh giá có phần đi sau về cái màn hình hiển thị này các bạn ha. Đó, đây có rất nhiều nút chức năng để chúng ta sử dụng, nó có tính năng Bluetooth và tính năng sử dụng FM radio các bạn ha. Đó, cũng khá là hay. Đây mình thấy có một cổng kết nối với AUX này các bạn, lấy tín hiệu in này, đó, lấy tín hiệu nhạc vào qua dây 3.5 các bạn ha. Đó, còn ở đây thì sẽ là cổng kết nối với USB các bạn nha, đó USB và thẻ nhớ luôn này, thẻ này là thẻ SD, thẻ lớn các bạn ha. Đó, và nó có trang bị nắp cao su để chúng ta đại này. Những thiết bị này thì thường bây giờ chúng ta có ít xài đúng không ạ? Đó, nhà sản xuất đã tính đến và trang bị cho chúng ta nắp đậy, trường hợp chúng ta không sử dụng tới thì chúng ta có thể nắp lại như thế này. Đó, để chống bụi. Đây phần chỉnh nhạc thì mình thấy có âm lượng nhạc này, âm lượng nhạc và chỉnh được chép bass của nhạc này. Đó, còn phần phía này là phần micro các bạn ha, sẽ có âm lượng micro này, đó, bass chép của micro và có echo và delay các bạn ha. À, ở đây mình không thấy có được trang bị tính năng reverb các bạn ha. Tuy nhiên mình đã trải nghiệm, mình đánh giá tiếng echo delay của chiếc loa này nó rất là mượt mà các bạn nha. Và phía ngoài cùng là cổng kết nối với micro các bạn ha, qua dây jack 6 ly này. Còn đây là phía mặt sau của loa này các bạn. Đó, đây là một mạch công suất tích hợp ở phía trong, cùng với đó là các cổng kết nối với dây điện sạc các bạn ha, dây điện nguồn này. Và loa này thì sử dụng nguồn chuyển đổi là nguồn tăng khô các bạn ha. Chính vì vậy chiếc loa cũng có trọng lượng khá là lớn các bạn, nó rơi vào khoảng đâu đó 15 kg các bạn ha, cũng khá là nặng đó. Thương hiệu này là đâu là ok, model BSK10A các bạn ha. Còn đây là kết nối với dây điện, còn chúng ta sử dụng điện 220 các bạn ha, 50-60Hz. Và một điều mình thấy khá là lạ ở trên dòng loa Lantone này đó là cổng kết nối với bình ắc quy DC 12V này các bạn, DC 12V in mà sử dụng dây jack 6 ly các bạn ha, jack 6 ly này. Đó, mình rất ít thấy những chiếc loa được trang bị cổng kết nối với DC qua jack này các bạn nha. Đó, cái này mà không biết ví dụ như các bạn mà cắm nhầm cái micro thì không biết là nó có sẽ gây ảnh hưởng gì không, thì cái này mình chưa dám thử các bạn ha. Và không biết là nhà sản xuất có đầu tư sẵn để cho những người có nhu cầu sử dụng cổng kết nối này, nhà sản xuất có trang bị loại dây jack 6 ly này để kết nối với nhà quy không, hay là mình phải độ chế hoặc là ra tiệm tiêu thợ hàn cho một cọng dây như thế này. Đây cũng là một điểm mà mình đánh giá nó cũng rất là không truyền thống so với các mẫu model loa khác các bạn ha. Và đây là tiếng micro của chiếc loa Lantone BSK10A các bạn ha. Các bạn vừa được nghe nó thể hiện tiếng nhạc remix, các bạn có thể cảm nhận thấy tiếng bass vô cùng ý lực đúng không ạ? Tiếng chép thì sáng tí tách này. Ok, và bây giờ mình sẽ thử tăng echo lên và mình hát thử một bản nhạc nhẹ nhàng một chút ở trên chiếc loa này, xem nó thể hiện nhạc mạnh và nhạc nhẹ nó có thể hiện tốt không các bạn nha. Tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chỉ cho tâm còn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về. Đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một mùa bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hướng đêm chinh nguyên tình nồng ấm. Cuối chân chặt thêm sâu những ân tình thơ, tay trong tay nhau hẹn em sẽ.
là tiếng micro và tiếng nhạc được phát ra từ chiếc loa PSK10A các bạn ha, đến từ hãng Danton. Các bạn muốn biết thêm thông tin gì về chiếc loa này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số hotline đang hiển thị trên màn hình, hoặc các bạn có thể truy cập vào website điện tử lâm phát.com hoặc là thiết bị hotline.com. Bên mình có để đầy đủ thông tin về sản phẩm ở trên website, hoặc các bạn cũng có thể tới trải nghiệm trực tiếp sản phẩm tại showroom của Lâm Phát tại số 10-14 đường Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong được gặp các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.